Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ở mấy bữa nay thì xà lan Ngân về chỗ đất vườn á, Ngân neo đậu ở trên đây tới nay chưa có hàng về đây là 2 tuần lễ rồi. Đây. Giờ anh Hai với Vinh đang quét hầm hàng. Đang dọn cái hầm. Bến mình đi rồi, cái máy nhỏ sao chạy ra khói quá. Máy nhỏ bữa giờ con về đây đậu á, là mình đậu đây mình làm máy. Anh ơi, máy nhỏ nó chạy ra hụp 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 xuống dưới coi máy cái gì. Máy nhỏ chạy ra hụp 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 á. Ôi lên ra cái xịt khói coi kìa. Chở rơm ghe này chắc quá trời đầy rơm luôn. Rồi bến đi thôi. Bớt hơn nãy chút rồi. Đây bây giờ mình đã đi ra dạp rau găm rồi. Cái nơi mà xà lan đang đậu ở trong đây là ngay chỗ dàm rau găm, xã Phú Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đó, bây giờ mình đi thôi. Hôm bữa giờ là xà lan con về đây con đậu 2 tuần rồi. Hàng quá Campuchia không có hàng quá gì hết trơn. Hôm gài là mình đậu mình chờ hàng á. Hôm nay thì có người kêu mình chở rồi. Nhưng mà kỳ này con không có đi Campuchia mà con sẽ đi nội địa nha. Kỳ này mình sẽ nhận hàng về một cái cảng thật là xa lạ. À, hả Thiền Trưởng? Về cái cảng mà hồi trước giờ Ngân chưa có nhận lần nào luôn. Chưa nhận lần nào và chưa giao lần nào luôn. Kỳ này mình sẽ đi về Gò Dầu, Tây Ninh. Vào wow, rồi. Đi lên đi đi về núi Bà luôn. Cái gì vậy? Kỳ này á, mọi người nhớ đón xem những video của Ngân nha. Video đi về mấy cái cảng lạ thì nó sẽ hấp dẫn, nó nhiều thú vị đó.
xà lan của con đã đi vô trong kênh Chợ Gạo rồi. Con nước này Ngân dự đoán là chắc là sẽ xà lan sẽ rất là nhiều luôn. Lúc nãy Ngân đậu ở chỗ nhà bác Hai á, thì Ngân thấy xà lan người ta vô nhiều lắm. Được không hả má này? Nửa bao hả? Hôm nay với em Vinh quét được nửa hầm xà lan rồi. Bây giờ là Ngân sẽ đi đằng trước với ông xã Ngân đây. Xà lan lưu thông ở trong kênh Chợ Gạo như thế này á, thì nãy giờ Ngân ra làm sao, Ngân làm đồ ăn, Ngân nấu cơm. Bây giờ đi ra trước với ông thuyền trưởng. Đói bụng không anh? Đây nhớ đồ ăn cơm mà nóng rồi mà giờ thấy gắt lưỡi ta. Đi vô trong kênh Chợ Gạo này mình có cái màn hình camera này nè. Thì khi mà xà lan mình vượt á, nhìn vô camera nó đỡ hơn. Cái camera mấy trong đó nhìn đen, nó trắng đen hả anh? Đâu trắng đen. Dạ. Còn cam hả? Còn cam cái camera trong lái. Trong lái nó trắng đen. Lái biết đâu bị gì, hôm nay nó bị hư luôn. Giờ là anh Hai Ngân với em Vinh nó quét hầm ở sao quét được một hầm rồi. Một hầm là quét được nửa bao bả, hơn nửa bao bả. Cam co ở bên Campuchia người ta quét hầm rất là ẩu. Nãy giờ Ngân ở sao cái Ngân rửa thịt, rửa cá, kho thịt, kho thịt ở sao Ngân bỏ luôn, Ngân lên đây luôn. Đang kho ở sao bắt lửa riu. Kỳ này Ngân sẽ đi chở một cái loại hàng mới lạ luôn mà trước giờ chưa bao giờ chở. Xem những video của Ngân nha. Hẹn gặp mọi người ở Tây Ninh. Hẹn gặp mọi người ở Tây Ninh. Ở ngoài ông xã Ngân qua mặt rất là nhiều xà lan cát luôn. Mình chạy nhanh nhanh mình qua mặt mấy cái xà lan cát á. Bây giờ vô đây cũng đỡ lắm. Thank you.
đổ lại không Vinh? Chiếc bác tư chở gạo. Chở gạo ra ngoài đây giao. Sửa cái lái lại xíu anh ơi. Rồi lọt rồi. Nhìn xa nhìn không ra cái xà lan nhà mình luôn. Bữa nay rất là mới luôn ơi, bác Tư sơn lên mới lắm. Cứng lắm nhìn ơi. Được, vậy á. Phía trong này có một cái chiếc xà lan An Giang, người ta cũng đang thả neo đậu nè. Chiếc của mình thì giờ mình cũng kiếm chỗ mình thả neo mình đậu thôi. Giờ là ngon ngang ở bị ra tới cồn đỏ rồi. Nhưng mà nước hiện tại bây giờ đang nước lớn rồi, mình kiếm chỗ mình thả neo mình đậu thôi. Chừng nào nước rộng nữa thì mình mới đi nữa. Chiếc này tôi thả neo sát ở trong mé ta đậu rồi đó. Ở đây thì có một chiếc thẳng nữa. Rửa đi. Rửa nữa hả? Không nữa. Anh hai là làm gì vậy? Mới về khu trái cửa viên xong. Có muối vào hả? Hai muối. Muối rưỡi. Muối rưỡi. Đổ bao tay luôn. Đeo bao tay, muốn cua đeo bao tay. Hai chung chặt gì nữa hai. Làm trong đó hả? Đó, nguyên trời ơi. Trời ơi, giờ này cũ đi chặt vô nước. Ta bắt chết luôn á. Hai anh em lực chứ ạ? Mở dây bên nắp 4 xả xuống luôn. Thả neo rồi. Thầm phích nước ra sao uống. Đây. Cơm đậu ra sao. Giờ mình thả neo mình đậu rồi. Tối mình mới đi tiếp nữa. Giờ đi ngủ rồi. 2 giờ vợ làm được cơm. Vợ cưng quá. Giờ cơm tới rồi. Chạy chút xíu thì bị nước ngột rồi. Cái cô đi thôi. Cái hướng của mình thì bây giờ mình đã thả neo mình đậu. Còn cái hướng ngược chiều thì bắt đầu bây giờ xà lan người ta đổ vô quá chừng. Dạ ha. Khổ quá, ăn cơm ngồi tướng khổ quá mày. Ăn ngồi cứ chậm gió. Vậy? Nó phải không? Cái đó của nữa. Ăn cơm nhà cũng nho nè báo. Nó nào giảm vậy?